thanh niên miệng còn hôi sữa nhưng thích lái máy bay. 5 giây sau nhận ngay cái kết đắng. Sáng sớm được chị mẹ dẫn ra trước cửa nhà ngắm đường phố. Cậu nhóc bé tí thấy chị gái cỡ 5-6 tuổi dắt xe đạp đi ngang qua, liền lớn giọng chọc ghẹo, khiến mẹ ngồi xem cũng phải đứng hình. Bạn nhỏ miệng còn hôi sữa, lắp bắp mãi không thành lời, nhưng vẫn cố gắng gọi. Chắc gặp gái đẹp quá nên cậu ta bị cà lam ngang đây mà. Bạn trêu gái hết sức tự tin, nhưng thất bại ê chề là có thật nha. Chưa kịp gọi hết câu mà người ta đi mất rồi, thì chọc gái làm sao đây? Tuy quê là quê, nhưng cái nết mới tí tuổi mà đi tán gái này đã khiến cho cô chú anh chị sau khi xem được phen cười không nhặt được mồm. Đúng là kiếp mê gái thì người già hay trẻ nhỏ cũng không thoát được. Mấy ông anh khi xem xong đoạn clip thì thi nhau vào nhận sư phụ. Sư phụ có nhận đệ tử không sư phụ? Đợi được chữ ơi, chắc người ta đi lấy chồng luôn rồi. Hên là đi bộ, chứ chạy xe thì vừa gọi chữ em là mất dấu luôn rồi. Đàn ông mê gái không có phân biệt tuổi tác mà. Giống như tao gọi ông bán bánh mì vậy đó bay. Vừa nghe rao chạy ra cửa định mua thì đã thấy ổng ở cuối hẻm luôn rồi. Có ông anh thì hài hước diễn tả, cậu bé kiểu: Em ơi, sao nỡ vội lấy chồng? Thì đàn gái đáp lại: Cha ơi cha, đợi cha kêu xong con lấy chồng sinh con, giờ sắp mừng xuôi luôn rồi cha ơi. Còn các bạn thì có thấy màn chọc gái của cậu nhỏ này cưng xỉu không nào? Chia sẻ bí kíp tán gái ở bên dưới phần bình luận cho tụi mình hóng hớt với nhé.